Mở cửa xem ai bấm chuông. Ai vậy? Ai vậy Đậu? Ôi, có một cái hộp gì đây? Yêu bố không? Yêu bố không? Đậu có yêu bố không? Có. Nóng đây này. Trời đang hơi nóng. Anh mở chút điều hòa cho nó mát nhá. Ừ. Nè, bố mở điều hòa cho Đậu nhá. Này, eo, Đậu ơi, này. Ăn bánh đa cua hay là ăn phở nào? Ok, ăn phở. Phở, ok. Tao nấu phở nào. Đậu hẳn là vẫn còn đang buồn ngủ lắm. Mẹ Mắm đang bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng. Ừ. Còn bố Duy không ngủ à? Trong lúc đó, Đậu rất ngoan ngoãn xem hoạt hình, đợi bát phở của mẹ Mắm đấy. Trông thật đáng yêu làm sao. Hai bố con bây giờ xe của bố và xe của Đậu cùng đi chơi nhá. Cùng gọi là mình về quê nào. Trong lúc đó, mẹ Mắm đã làm xong bữa ăn sáng rồi này. Con hãy về quê cùng bố đi. Đừng đi chơi nữa. Về quê thăm ông bà nào. Vậy thôi, Đậu hãy đi chơi đi. Còn bố thì sẽ về quê đây. Nào, xong rồi. Đậu ơi, ra ăn sáng đi. Kìa, ăn sáng, có mì rồi, đi. Ngon lắm. Đi ăn mì rồi, đi. Thôi, để con chơi. Con bảo là để con chơi đã. Đậu đôi lúc khá là khó hiểu. Ví dụ Đậu có một cái tính như này. Thích anh ấy làm gì ấy thì cứ nói ngược lại. Là anh ấy sẽ... Tức là ví dụ bảo là không được đi ra đấy, bảo đi ra đấy đi con, đi ra đấy được mà ngã đi con, thì nó sẽ không đi ra đâu. Còn bảo là không đi ra đấy ngã đấy, nó sẽ chạy ra, nó bảo nhưng mà thực ra đúng là thật, câu hỏi đặt đến thì mình cũng thấy sao mình khó trả lời thế. Vì có thể là do chính mình cũng... Mình cảm thấy được một cái sự rất rõ rệt, đó là bé Đậu khá giống tính bố ấy. Ôi giời ơi, bây giờ mà Đậu không ăn thì bố cũng không ăn được. Bố lại đói lắm, Đậu phải ra ăn thì bố mới ăn chứ. Đó. Không ăn gì? Thế bố và mẹ ăn thôi nhá. Bố ơi, ra ăn đi để con đi công viên nào. Ôi, bố ăn và giờ đi công viên đấy. Thế Đậu ở nhà trông nhà nhá, để bố mẹ đi chơi nhá. Bố ra ăn đây xong bố đi chơi. Đậu cũng phải ra ăn để rồi đi chơi nữa chứ. Đậu ngon kìa. Dễ ra đói không đây nhá. Chưa? Nhưng không đói à? Hay là phải đợi đói lả ra rồi mới ăn? Đi thôi. Kìa. Lầy. Quả là cậu bé khó đoán thật. Ăn đi bố, ra ăn đi bố. Đậu sẽ tự ra. Không biết Đậu đang nghĩ gì vậy ta. Đậu chạy đi đâu vậy ta? Thì ra là Đậu muốn đi vẽ. Nó đang làm gì nhỉ? Một vòng lấy đồ gì vậy? Ơi, bố mẹ đây. Cái gì? Có gì ra đây nói này Đậu. Nào, đến đây ngồi. Ăn được con. Nào, con. Đấy, há mồm rồi. Con ở trong nó. Làm gì có gì đâu. Há mồm to bố thế nào. Ui, chả thấy gì cả mẹ Mắm ạ. Mồm Đậu không có gì cả. Vì là đói quá, không có đồ ăn, mình phải cho đồ ăn vào thôi. Nhanh lên, ngồi bên này. Ngồi bên đấy với mẹ. 10:25 mà bây giờ ông bắt đầu ông mới ăn sáng. Ông không biết à, ông này ăn nhanh lên rồi tôi với ông còn đi chơi với nhau nữa. Ok. Hả? Mở cửa xem ai bấm chuông. Ai vậy? Ai vậy Đậu? Ôi, có một cái hộp gì đây? Từ từ. Wow. Ôi. Nào, đợi. Yes. Yes. Đây, bố dặn này nhá. Bố bảo này, quà này tí nữa mình sẽ mở. Đây mình chưa mở đâu nhá. Chưa mở. Đúng. Bố bảo này, bố để đây nhá. Ê, thế con nghe lời bố đi, bố nói gì với con, bố nói này, đi. Bố dặn, Đậu nghe lời bố nhá. Bây giờ bố sẽ vào để đi tắm nhá. Xong rồi bố để hộp quà này ở đây. Đậu không được mở đúng không? Đúng rồi. Khi nào mà bố quay lại thì... Khi nào bố quay lại thì... Cả nhà mình cùng mở. Cả nhà mình cùng mở nhá. Con nhớ chưa? Ok chưa ạ? Ok, không được mở nhá. Phải đợi bố, nhớ chưa? Nhớ chưa, vâng ạ cho con. Vâng ạ chưa? Nhớ tầm cơ mà. Nhớ nhá. Đâu con nói tầm với mẹ mà. Ok, bây giờ bố để đây này. Tí nữa Đậu phải đợi bố ra rồi cùng mở nhá. Ok. Nhớ nghe lời bố mẹ nhá. Ngồi đây nhá. Xe này bé thế. Ngồi trông giúp mẹ nhá. Xe này bé. Tí nữa bố ra nhớ mới được mở, nhớ chưa? Đi vào đi bố. Ok. Đi, bố mẹ cùng vào đi. Đợi bố mẹ nhá. Đợi nhá. Bố ok tắm, chưa? Bố tắm xong mình mở quà nhá. Ok. Ok, đập tay nào, đập tay nào. Sao là con chỉ nhá. Ok. Yeah. Nhớ đấy nhá. Nhớ ạ. Mình cũng không đoán được là bé sẽ mở hay bé không mở nữa. Chả biết con nghe lời không? Liệu Đậu có đủ kiên nhẫn để hoàn thành thử thách của chương trình không đây? Liệu Đậu có đủ kiên nhẫn để hoàn thành thử thách của chương trình không đây? Chà. Có vẻ Đậu tò mò lắm rồi đây. Đậu ơi, đừng có mở hộp quà nhá. Đợi bố mẹ lên rồi mở Đậu nhá. Nhớ là bố bảo đợi bố để rồi mới mở nhá Đậu nhá. Đậu không được mở hộp quà đâu nhá con nhá. Bố mẹ mở rồi. À, đợi bố mẹ mở cùng à? Đợi bố mẹ mở cùng ra là có sữa rớt trong đấy nha. Sữa rớt trong đấy nha. Đậu ơi, không được mở đâu đấy nhá. Trong đấy là một thứ bất ngờ mà bố mẹ còn chưa biết. Chúng ta đều chưa biết. Đừng con. Nhưng mà bố mẹ bảo con đừng mở mà. Sao rất không? Đậu ơi, sao Đậu lại mở sớm thế? Ui, con còn ăn luôn nữa rồi. Ngon lắm. Nhưng mà con chưa giữ đúng lời hứa với bố mẹ là đợi bố mẹ ra cùng mở hộp quà mà. Đâu, mình cũng nhìn thấy trong không chứa cái bố đã dặn Đậu là lòng được đúng không? Bố đã dặn Đậu là không mở ra để xong rồi đợi bố ra mở cùng mà Đậu lại mở trước, Đậu chả giữ lời hứa gì cả. Bây giờ mình phải mở quà nhá. Cả nhà cũng bất ngờ nè. Bất ngờ quá, bất ngờ thật sự luôn. Ai, bà hồi hộp không? Con có hồi hộp không? Như thế rồi. Nào, chúng ta cùng mở quà nào mẹ mắm ơi. Nào. Wow. Bất ngờ quá. Ở dưới có cái gì nữa đây này? Cái gì đấy con ạ? Ôi. Con cái gì đây? Chữ gì đây? Để con. Từ cách lớn khôn. Bé Đậu chính thức mà biết đọc thì là 3 tuổi đi. 3 tuổi là chính thức là đọc rất là thành thạo rồi. Không, gần 3 tuổi là bắt đầu gần 3 tuổi là bé có thể bắt đầu biết đọc, nhận biết được mặt chữ. Chưa biết đọc dấu, đọc chậm. Nhưng mà bây giờ như bé Đậu hiện tại thì bây giờ bố mẹ cũng khá là bất ngờ vì vừa nãy con đọc cái lúc mà con đọc cái thư mới ấy, đọc cực kỳ nhanh. Chà, mình sao mình có thể với từng sách cuốn sách. Mẹ nói to lên mẹ cho nghe rõ. Bố mẹ có thể dối theo những cái bậc kém sụp, bất cảm xúc. Nào bây giờ hãy cùng chúng tôi bắt đầu xem video nhiều nhé. Đọc nhanh nhỉ? Ok. Vậy là chúng mình đã được mời đi tham dự một chương trình con ạ. Đó chính là chương trình thử thách lớn, lúa lớn khôn. Yeah. Ok. Đây, ăn đi cho lớn khôn. Ăn xôi gấc đi. Đấy. Ok. Chuẩn bị một ít đồ.